Xin kính chào mọi người. Hôm nay là ngày nghỉ cho nên cũng tranh thủ giới thiệu mọi người một cái cơ sở kinh doanh quần áo mà gọi là quần áo second hand á. Giống như trước đây mình cũng đã quay một cái video về Goodwill, nơi cũng là nơi mình có thể donation hoặc là tới đó mình mua những quần áo mà người ta gọi là second hand. Hôm nay mình biết thêm một cái cửa hàng mới đó là Selver, cho nên mình sẽ cùng với ba mình đi tới đó quay cho mọi người cùng xem cái cửa hàng nó như thế nào. Thực ra thì nó cũng giống như cái Goodwill thôi, nhưng mà cửa hàng này có thể nó giống tương tự vậy thôi, cho nên mình sẽ quay cho mọi người cùng xem luôn ha, để đa dạng hóa. Tại vì cửa hàng này dành cho những người mà mới qua Mỹ ha, muốn tiết kiệm tiền thì vô đó mua những món sản phẩm rất là hữu ích. Quần áo đôi lúc có những món sản phẩm mà là hàng hiệu luôn, nhưng mà người ta không dùng. Có thể một số sản phẩm người ta có thể là còn chưa xài, họ mua về họ để thời gian họ không có dùng cho nên họ đem cho nên họ còn rất là mới. Cũng tùy duyên mà mọi người có thể gặp được những món sản phẩm mà mình ưng ý. Rồi cùng mình với ba mình đi vào đó nha. Rồi cha con mình vô server nha. Đó mọi người thấy nha, server cũng khá là rộng á. Khu vực đây là donation này, còn bên đây cũng khu vực lớn luôn. Nhưng bây giờ mình vô trong trước ha. Giảm 30% mà thưa bà. Có nhiều thứ, quần áo quá trời luôn. Khu này khu đồ cũ nè, khu này bán đồ cũ không à? Trong này mà vô tìm mấy cái ly chén nhựa rồi cũng dễ dàng lắm đó. Nó bán rẻ lắm. Này 4 đồng, cái dĩa này 4 đồng. Mấy cái gift nó bán cũng nhiều quá ba, quá trời luôn. Mấy cái gift đó, gift office supply art card. Khu này hơi hơi bị rộng á. Có đồng hồ này, bữa mua đồng hồ bây giờ bước mua rồi. Chén đĩa tùm lum hết nè, còn ngon á chứ phải ấy đâu, đồ này ngon. Trưng bày cái bộ đẹp hơn trong Goodview. Goodview nó nhỏ, cái này lớn hơn. Khu vực ba ấy dưới đây Nam Green trưng bày nó bộ cũng đẹp hơn. Nó treo này dễ có sai hết rồi, để size 34 này, size 11, 12, để size kiểu bên đây bên nữ, bên nam bên kia nè, nam vô tới nữa, nam là khu bên kia kìa, nam cây thông Noel này, cây thông Noel này mọi người giờ bán luôn. Bên này bên nữ thôi bà, bên nam mình là khu vực bên này quá trời luôn, quần áo quá trời rẻ lắm. Cái ví dụ cái áo dài tay đây nó bán nhiêu, 9 đồng ụt mắt cái chơi. Đấy, quần jean 4 đồng nè, 4 đồng rưỡi nè. Cũng có cái 10 đồng, 4 đồng, 5 đồng. Đen 5 đồng, 6 đồng, 7 đồng.
để mình vào chỗ khác thôi. Qua bên đây thì quần jean tha hồ mà lựa nhiều lắm. Quần kaki. Bên này khu vực quần short. 10 cái, 12 đoạn cái. Nói chung là không đến nỗi là mắc. Trong này chủ yếu bán quần áo là chính. Này hồi bữa mình có thấy được mấy bộ quần áo của quần lính này. Bảy đồng nha. Đâu lên. Giờ mình dạo bên khu vực như này đi, cái này bán đồ điện này, máy in rồi này, tùm lum hết này, thậm chí mấy cái màn hình vi tính cũng quá trời luôn, còn kiếm keyboard, mấy keyboard này, như nhà mà keyboard hơn mình mua đây cũng được, xài cũng ok lắm, những keyboard này, còn mới luôn, như tiền, cái này không thấy giá. Loa, mấy cái loa nó đẹp. Thì khu này là bán đồ cũ không à, cho nên mình cũng mua thì cũng cẩn thận, nên mua trước khi mình mua mình phải thử. Cái có khu vực chỗ cái anh áo đỏ đây là đang thử này, ông chú này đang thử này. Cái khu vực đó là chỗ là thử đồ đó. Còn khu vực đồ điện này, đồ điện đây ha, đang là mấy cái vít cắm luôn, thấy không? Rồi mấy cái đèn cho phòng ngủ rồi. Người ta donation hết, phần lớn chỗ đây là donation hết. Người ta donation hết cho cái khu này bán để người ta, theo như mình biết là để làm từ thiện thì phải. Khu vực này lớn lắm nha, để mình quay một vòng cho mọi người xem này, lớn lắm. Bao trùm toàn bộ luôn. Nếu còn ai mà chơi golf là có đây bán luôn. Đó, ski nữa này, mấy cái giày để ski, ice ski này. Rồi cái đài này, nó nói nhiều quá. Ủa, thậm chí nó bán cái filter luôn này, còn mới luôn nha, chứ không phải đâu. Để mình dạo một vòng. Cái này là khu bán quần áo nè. Bên đây là nam, còn bên kia là nữ. Thì phía trước là nữ ha. Khu vực bên đây là nam, khu vực nam đây. Tại trong này mình không có nói lớn được, vì khu vực công cộng nên phải nói nhỏ nhỏ. Bán đồ chơi cho mấy em nhỏ cũng nhiều lắm. Nhưng mà để một vòng ha. Đồ chơi nhiều lắm. Búp bê đồ. Nói chung là khu này nó dành cho những người mà có thu nhập thấp. Thậm chí những người Mỹ cũng muốn tiết kiệm, họ vô đây họ cũng mua luôn nha. Người giàu đồ á, chứ không phải là riêng người có thu nhập thấp đâu. Đó, khu vực giày dép.
mới đầu qua thì giày dép bên đây đôi lúc có những đôi rất là ngon nha, cho mày chơi đâu, đôi còn mới lắm á. Nè mọi người thấy không, giày quá trời luôn á. Nhưng mà đây cũng đẹp. Để coi đôi boot cho nữ này cũng đẹp nữa. Mà đôi boot của nữ này bao nhiêu, bao nhiêu tiền? 28 đồng giống như người mình nói. Đó, đôi boot này đó, 15 đồng, 16 đồng. Khu vực bút này, bút quá trời luôn, bút nhiều lắm à. Rồi khu vực đây khu vực dùng để thử đồ ha, 6 item limit thôi. Rồi khu vực này mình cũng đã đi vòng hết một vòng rồi. Thực ra thì nó cũng chỉ dành cho những người có thu nhập thấp thì vô đây mua thôi. Cũng hy vọng mọi người thấy video mình nó hữu ích ha. Không có gì nhiều đâu, tại vì trong đây nếu mà thực nếu mà mọi người mới qua, nếu mà chưa có thu nhập thì tốt nhất có thể vào những nơi này, một là Goodview hay là Silver ha. Theo như mình biết thì có hai nơi này họ donation và mình mua hàng second hand thì rất là good. Chứ phần lớn nhà mình cũng vô đây mua thôi. Những sản phẩm trong đây cũng rất là tốt. Ok. Thôi hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Nhớ subscribe và ủng hộ cái channel của mình ha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.